Về cuối chặng đầu đường đua dài 24 km. Đây là những chiếc xe tuần hành chạy bằng sức người. Chiếc xe của mấy em học sinh này vừa mới chạy đã hỏng. Bánh xe xì lốp liên tục. Em Dustin Kemet học được một bài học. Phải bớt sức nặng trên bánh xe. Ông David Waffle nhảy khỏi xe của mình để giúp một đối thủ khác. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ nhau và vui chơi. Đây là năm thứ 16 của cuộc đua xe tượng do Viện Bảo tàng Nghệ thuật Tưởng tượng Hoa Kỳ tài trợ. Giám đốc truyền thông Nick Prevost cũng tham gia tranh tài. Sự kiện này tôn vinh kỹ năng sáng chế, sự sáng tạo và gây ngạc nhiên cho công chúng Baltimore bằng một cái gì đó kỳ quặc và dị thường. Les Lawrence nói rằng ông thích sáng tạo xe tuần hành. Giải quyết mọi vấn đề, chế tạo và lắp ráp các bộ phận lại với nhau. Xe cũng phải biết bơi, bởi vì cũng phải đua trong bến cảng của Baltimore. Adam Davis không bỏ cuộc dù gặp phải trục trặc máy móc. Đám đông cho tôi động lực để vượt qua và tôi làm hết sức. Cát và bùn là những thách thức khác dọc theo đường đua. Xe của hai người bạn này không bơi xa được tới đây và họ quyết định tự mình lao vào bùn. Tinh thần của cuộc đua mà, vui là chính. Khán giả Chailey Hoover hưởng ứng tinh thần đó. Tôi thì thích những thứ thái quá kỳ cục, trò này quả là vui giờ phết. Cuộc đua cũng có những cảnh sát đứng phạt dọc đường. Nhưng Maura Roth Gormley nói, nhận hối lộ là chuyện bình thường. Tôi được cho nhiều món bánh nướng ngon lắm, rồi kẹo tự làm. Mấy tượng người hùng hành động, bé bé như thế này. Không rõ người chiến thắng được chọn ra sao trong những hạng mục như trang phục đẹp nhất hay chinh phục chướng ngại đường đua. Một giám khảo cho biết. Tùy ý thôi, nếu tâm trạng vui vẻ thì chúng tôi có thể cho điểm cao. Nhưng ông Nick Prevost nói thắng thua không quan trọng. Người thắng cuộc đua này thật ra không phải là người tới đích đầu tiên mà là những người trung bình. Vì vậy bất cứ ai tới đích trong khoảng giữa cuộc đua thì đó là người chiến thắng. Cặp vợ chồng này cảm thấy mình là người thắng cuộc. Họ gặp nhau tại sự kiện này 3 năm trước. Tôi nghĩ cuộc đua cũng hay và là cách tuyệt vời để gặp gỡ mọi người. Ai ngờ gặp được chúng tôi ở đây. Năm nào chúng tôi cũng tham gia để kỷ niệm lần đầu gặp nhau ở đây. Và những trò vui nhộn kỳ quặc lại tiếp tục vào năm sau.